cô Bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì vừa qua mình có đăng một cái clip về dán gạch đó, thì có sử dụng cái con đội tự chế của mình nha. Rồi cũng có các bạn bình luận và comment đó, cho mình đó là phải chia sẻ về chi tiết về cái con đội này, làm từ phần để cho anh em được thấy để học hỏi. Thì hôm nay thì mình sẽ review, mình làm từ chi tiết cho các bạn xem con đội này tự chế của mình như thế nào ra sao. Thì mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, đã xem và ủng hộ của mình suốt thời gian qua. Thì cái clip đầu tiên mình nó cái con đội này thì mình đã có làm á, cũng có thực hành á, thì cả nhà cũng xem rồi đó. Rồi hôm nay mình cũng có dùng một cái sắt hộp này là 36 nè, là mình sẽ làm lớn hơn cái con đội này lúc trước là 25-50. Hộp 36 này nó dày 1.4 nha cả nhà, đó, nó dài là 1 tấc. Thì mình sắt này cũng là sắt dụng, các bạn thì tận dụng cái sắt dụng á của người ta làm á, thì nó dư ra đó, mình chinh về mình làm, hoặc là mình mua da chai á cũng rẻ chứ không mắc cả nhà. Thì ở đây mình đã có là 4 khúc nè, mình cũng xin được 4 khúc, nhưng mà hôm nay mình sẽ review từ chi tiết cho cả nhà xem. Thì mình chỉ làm một cái mẫu để cho các bạn xem để biết cái con đội tự chế mình chi tiết như thế nào nha. Thì đây là mình mua được một số bù lon á, là 8 ly dài 1 tấc. Cái này thì mình xài 1 tấc hoặc là 8 phân cũng được nha cả nhà. Đó. Thì đây cũng có số ốc nè. Rồi con tán là 10 ly. Để mình chặn ở dưới á cho nó cố định á, nó không có lắc tới lắc lui. Còn đây là ốc 8 ly để mình dặn căng đưa lên xuống. Rồi mình có thêm là V4 nè, và một cây sắt la, một khúc sắt la dài 2.5 ly, là la 3. Rồi mình cũng mời các bạn và cả nhà xem mình làm con đội chi tiết như thế nào nha. We'll be right back.
Này mình đã cắt cái miếng la xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy rổ để mình phan cả nhà. Thì cái lỗ này thì mình cứ đo ở ngoài vô là 1,5 phân nha. Tại vì cái miếng này mình cắt có ba phân à, thì mình chia ngay chính giữa là 1,5 phân để mình lấy cái lỗ đó, rồi xong mình sẽ phan ở trên xuống nha. Rồi mình cũng nói thêm cho cả nhà biết nha, trong khi mình sử dụng mũi khoan thì mũi khoan là mình xài mũi khoan 8 ly với mũi khoan 10 ly nha cả nhà. Thank you.
Rồi cả nhà thì các bạn ơi, bây giờ mình đã làm cái con đội gạch dán tường nha, đã xong rồi, thì mình cũng sơn rồi, thì chi tiết thì mình đã làm cho cả nhà với các bạn đồ xem rồi đó. Thì cách làm nó cũng rất đơn giản nha, thì cũng mỏng mảnh sắt như vậy, như này mình không tính công cán gì hết trơn nha, thì chỉ tốn một con vậy, con bù lon với hai con tán, tán 8 ly, con trên con dưới, với một cây bù lon này là một tấc nha cả nhà, một tấc hay là 8 phân gì cũng được. Thì tổng chi phí nếu mà mình làm cái này rất là rẻ tiền, nó tầm khoảng là như mình mua da chai cái sắt này thì nó chỉ có 3.000 ký à, 3-4.000 ký, thì một ký thì nó rất nhiều, cái này chưa được một ký nữa, cái này chừng vài trăm gram. Thì tổng chi phí này hết thì không tính công thì nó chỉ có tốn chừng 50.000 vậy cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ gấp vô cho cả nhà xem nha. Đây. Đó. Gấp. Gấp ok. Đây. Quên nữa, có các bạn, có các bạn mà comment cho mình hỏi là con ốc dưới này có hàng hay không. Thì con ốc nó dưới này vẫn hàng nha. Hàng để cố định cái cây bù lon trên này mình đi xuống nè. Đó. Cố định là mình phan vô rồi mình lấy mũi phan lại 8 ly á, mình phan lại cho nó không còn găng nữa, để cho nó trơn vậy nè. Rồi mình sẽ đút cái này vô như đây, không biết các bạn thấy rõ không, để mình zoom lại mấy trong này cho các bạn xem nha. Đây, mình bật cái lát lên nha các bạn. Đây nè, cái bề trong đây, đây này mình dặn này vô cho cả nhà xem nha. Nè, mình dặn lên là con nặng nó sẽ nâng lên, thấy không cả nhà, rất nhẹ nhàng nha. Thì đây là nó như vậy nha. Đó, nhà có thấy rõ không ta? Đây mình lấy nét mình ha. Thì lúc trước cái nhỏ kia mình làm cái hộp 25-50, thì cái này nó không có sát được nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại cái này á, thì nó sẽ sát lại nè. Khi mình nâng gạch lên là lúc nào cũng được vô cái chỗ mà nó thấp nhất, mình cũng sử dụng được, rồi mình dặn sẽ dặn lên. Đó. Này cả nhà thấy không? Nó sẽ nâng lên được nha. Rất là giá tiền và tiện lợi nha cả nhà. Đó. Chỉ 50.000 là mình được cái con đội gạch nha. Thoải mái. Rồi. Cái này là phiên bản cũ. Cái này là phiên bản cũ của mình nha, tại mình mới đầu là mình chế á, thì nó cũng còn hơi ấy lắm, ở trong con ốc cũng y gan vậy luôn. Đó. Thì cái này là cái nhỏ, này là 25-50 nha cả nhà, 25-50. Đây, còn này là 36. Rất là ok, đẹp luôn. Đây. Quá đẹp luôn. À, cả nhà thấy chưa? Rồi, video của mình chia sẻ về cách làm con đội, chế con đội bằng thủ công đã xong nha cả nhà. Rồi, thấy video của mình có là hữu ích và hay, nhớ đăng ký cho mình một like nha cả nhà. Rồi, mình cũng hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp sau của Thợ Hồ Cụ Bắp nha. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại nha.